không nói không biết, hiện giờ ứng dụng TVB Anywhere North America tiếng Việt có nhiều bộ phim truyền hình mới nhất để kỷ niệm đài TVB như Bác sĩ Nhi Khoa và Hoang đổi trong tướng, và đồng bộ các phim tập để bạn xem miễn phí. Không chỉ xem trên YouTube mà có thể tải xuống ứng dụng TVB Anywhere North America tiếng Việt ngay bây giờ. Càng xem nhiều càng thích thú. Được rồi, từ từ nói. Nói chậm đi. Tôi không phải dễ ăn hiếp đâu. Một khi mà nổi giận lên không ai chịu giữ chơi. Được rồi, đi. Nếu không nói rõ, đừng ngồng rời khỏi nơi đây. Tôi bị gạt nói. Coi chừng chết người đó. Đừng đánh nữa. Đánh nữa tôi trở mặt bây giờ. Cho mấy người biết, tôi cũng là nạn nhân. Tôi cũng bị lường gạt. Bạn thân của tôi tên Sầm Tiêu gạt tôi. Số tiền tôi bị gạt còn nhiều hơn các người nhiều. Bây giờ nói gì cũng được. Tôi là người làm ăn, tôi có danh thiếp đây, tôi có cả công ty lớn, làm sao lừa gạt được. Nè, danh thiếp ông thích in thế nào cũng được hết. Ông là đặc thủ của Hồng Kông cũng được nữa kìa. Một câu thôi, không trả tiền tôi báo cảnh sát. Đừng có lo, tôi đã báo cảnh sát rồi. Ông Hà. Dạ. Xin lỗi, là phiền. Chúng tôi đến điều tra thêm về vụ án mà ông báo trước đây, hy vọng để bổ túc tài liệu. Cảm ơn hai sếp tới đúng lúc. Bà Trang này đây cũng là một trong các nạn nhân. Chúng tôi cũng đoán được vụ án này không phải chỉ có một nạn nhân. Đây là sếp Trần, sếp Lý, đều là nhân viên của khoa điều tra tội án thương nghiệp. Các người có gì thắc mắc cứ hỏi trực tiếp. Cô cũng là đương sự. Phải. Trước tiên hai người đưa căn cước cho chúng tôi đăng ký, sau đó lục lại phần khẩu cung chi tiết của các người. Bây giờ báo cảnh sát đã lấy khẩu cung. Phía cảnh sát cho biết có tin tức sẽ báo chúng ta. Dù có bắt được người cũng không thông báo cho chúng tôi. Chỉ có Herbert là gặp ông Sầm Tiêu. Bây giờ đã báo cảnh sát cũng không có gì làm nữa, chỉ còn đợi tin tức của cảnh sát thôi. Nghe chưa, cũng tại em đó. Có mắt không trồng, ăn bào ngươi còn kiếm tiền. Thôi được, vì nhỏ mắt lớn, 300 ngàn đâu phải là số nhỏ. Không có liên quan tới Phoebe. Phoebe cũng vì tin tưởng cái ông Herbert kia, nhưng mà ông cũng bị gạt. Nếu mà không phải bà hồ đồ thì làm sao có chuyện này. Không được, vì vấn đề an toàn, những chuyện liên quan tiền bạc do tôi phụ trách, đưa chi phí cho tôi, từ nay tôi ký. Vậy không được, công ty có nhiều chi tiêu nhỏ phải ký. Anh thường không có mặt ở công ty như vậy rất là phiền phức. Tôi không là có chuyện, đã học bài học này chưa khôn sao? Tôi cũng đâu có muốn chứ. Anh tưởng tôi muốn ông Lê Dù có chuyện à? Tôi cũng rất nữa. Là đau mặt lòng. Ra. Anh không nói lý lẽ. Chính là em không nghe đó. Thôi đừng có ồn nữa. Lần này các người sao lại nóng nảy quá, không chịu hỏi rõ ràng đã đi đánh người ta. Summer, hồi đó tới giờ em đâu có như vậy. Cũng may lần này người ta không có truy cứu đó. À đúng, chúng tôi bị gạt đương nhiên xúc động. Sao em cũng xúc động vậy? Tôi muốn đánh ông lâu rồi. Em quen biết với ông đó à? Ông chính là người ba tồi bại của tôi. Mày là đồ tồi bại, đồ hại người. Ờ, chết đi. Ông chết đi. Ông chết đi. Ôi chết đi. Chết đi. Tránh ra, đồ hại người. Lần đó sau khi bỏ đi, ông ta không có trở về nữa. Chẳng bao lâu má tôi bị bệnh, chứng thật là ung thư gan, qua đời rất nhanh. Tôi đã theo một chị xã công đến ở khu nhi viện, một người hoàn toàn không quen biết, cũng quan tâm tới tôi, chăm sóc cho tôi. Ngược lại ba ruột của tôi thì bỏ tôi, không lo tới. Từ đó không bao giờ kiếm tôi. Người cha tôi bại như vậy, tôi thấy rằng không có. Từ đó tôi coi như là ông đã chết. Đàn ông đánh đàn bà đã tệ bạc lắm rồi, còn đánh luôn cả đứa bé có mấy tuổi. Chẳng trách vì em hận như vậy. Nhìn tướng của ông có vẻ tao nhã, không có giống như người làm ra chuyện đó. Phải rồi, biết đâu chừng có nội tình gì mà anh không có biết. Dù sao đi nữa, ổng cũng là ba của em. Có nghĩ tới là sẽ tới nhận ổng. Ổng có coi tôi như con không? Nếu như có, ông ta không để tôi lớn lên trong cô nhi viện. Ngay lúc đầu đặt tôi là thiên sanh, chính là trời sanh trời nuôi, có ý như là tự sanh tự diệt. Hoàn toàn không muốn nhận tôi, hoàn toàn không nhớ thằng con như tôi. Cái chuyện này ai gạt ai còn chưa có rõ ràng. Tôi không tin tưởng ổng. Tôi khẳng định ổng là một người xấu. Tôi quen biết nó lâu, chưa bao giờ thấy nói như vậy. Giám đốc Hà, lễ đường không có vấn đề. Tôi sẽ bàn với khách xem bố trí thế nào. Chắc chắn mọi chi tiết rồi sẽ liên lạc với ông. Được, có gì cứ kiếm tôi. Được. Thang máy bên này. Dạ, không cần tiễn. Bye bye, bye. Bye. Herbert. Chào ông, có cần tôi giúp gì không? Xin lỗi, có phải là hội viên làm phiền cho xem thẻ? À, tôi đã quên mang theo. À, không sao, cho tôi biết tên họ, tôi sẽ xem lại cho. Thật ra tôi cần cầu vệ sinh, xong rồi đi liền. Xin lỗi không được, làm phiền đi với tôi tới phòng giám đốc. Đi với ông tới phòng giám đốc. Nè, lại theo dõi tôi, không có gì chứ. Tôi đã nói tới bàn công việc,
Tại sao cứ nghĩ tôi đi với người khác? Bệnh thần kinh. Đây không phải là lần đầu tiên. Đừng có tưởng tới đây hẹn hò là tôi không bắt được cô. Tôi lập tức vào trong bắt tên gian phu kia ra. Nè đừng có đi, ông không gì tôi cần thể diện. Cô lấy trai bị mà, còn không biết xấu hổ. Ông khùng điên, có bệnh thấy đi bác sĩ. Wow, nè hãy nghe tôi nói, các người đừng có ngay chỗ này nữa. Đi đi, làm ơn. Đi mau. Đi, lôi đầu nó ra. Lôi cái đầu anh. Summer, tại sao lại theo dõi Herbert? Từ đó đến giờ tôi không có tin ông ta là người tốt. Chỉ có PB mới tin là ông vô tội mà thôi. Anh Tề là bạn thân của tôi. Tôi không thể bỏ qua 300 ngàn đó. Tôi nhất định phải đòi lại cho anh. Tôi phải điều tra rõ cái chuyện này. Điều tra? Bằng cách nào? Anh tưởng mình là trinh thám tư hay sao? Hơn nữa đã báo cảnh sát, cứ để cho họ lo đi. Cô đừng có nói nữa. Tôi đã quyết định. Phải rồi, lúc nãy cảm ơn cô. Cô đi trước đi. Nè, tôi đi với anh. Tôi sợ anh nổi điên rồi đánh người ta nữa. Mình theo ổng liệu khỏi hội sở, rồi ổng trực tiếp về công ty. Sau khi tan sở lại về chung cư. Cuộc sống của ổng rất bình thường, giống như là mọi người. Anh còn nghi ngờ ông ta. Có lẽ hôm nay ông ta nghỉ. Ăn cướp cũng có thể nghỉ ngơi. Nhưng mà tôi đã coi qua trang web của chính phủ. Nè, công ty mậu dịch khoái dĩ đạt của Herbert có đăng ký chuyên nghiệp. Ông ta chuyên là mậu dịch giữa Trung Quốc và Hồng Kông, tiền làm ăn khá lớn. Tôi đã hỏi nhân viên bảo an, họ cho biết công ty này thành lập nhiều năm rất là ổn định. Chỉ có một tấm danh thiếp cho thấy ổng là tổng tài hành chính, không thể chứng thực ổng là ông chủ. Có phải anh có thành kiến? Thật ra nếu nhìn khách quan, rõ ràng là một thương buôn đàng hoàng, không hề có lường gạt. Cô nói như vậy đã không còn khách quan. Tóm lại tôi còn phải theo dõi vài ba hôm, coi kỹ ông ta có phải thật sự giở trò không. Anh đừng có cố chấp như vậy có được không? Anh cứ thử nghe người ta nói, nếu không chỉ làm cho mình không có được vui. Cô đừng có nói nữa, tôi đã quyết định. Một người đàn ông đánh đập vợ con, làm sao có thể là một người tốt? Alo, sếp Trần. Xin lỗi làm phiền tới ông. Tôi mới vừa nhớ ra Sầm Tiêu còn một số điện thoại ở Đại Lục, không biết là có dùng được hay không. Ồ, được rồi, tôi sẽ nhắn tin cho ông. Được, khi bắt được người tôi sẽ cho ông biết. Cảm ơn sếp Trần. Tạm biệt. Ồ, ông Trang, may quá. À phải, nói điện thoại với sếp Trần nha. Phải. Tổn thất quá nhiều tiền, đương nhiên là phải nóng ruột. Không ngờ thằng tồi đó ngay cả bản thân cũng gạt. Ông nói thế nào? Vài câu lấy lệ thôi, mà lần này nhiều hơn một chút. Ông ta cho biết đã liên lạc với công an Trung Quốc để lùng bắt cái gã tồi đó. Tuy nhiên đại lục lớn như vậy, biết bao nhiêu tỉnh thành. Bắt một người không phải dễ đâu. Chắc là còn đợi dài dài. Vậy khoảng thời gian lâu không lấy được tiền. Kể như là giờ của tôi thì là xui xẻo. Quen biết được ông thì là may mắn. Ông cũng xui xẻo, gặp bọn lừng gạt. Tại tôi, liên lụy mọi người. Tôi thật sự xem bà Trang như bạn tôi. Bởi vì tôi xem bà là bạn cho nên thấy có ăn nên chừa phần cho bà ta. Không ngờ lại liên lụy tới các người. Tôi rất là ngại. Đã xảy ra chuyện, nói gì cũng vô dụng. Tôi đi trước. À ông Trang nè, tôi nghĩ tôi nên làm gì đó. Nè, đây là cái sự chết hay bà đã kêu tôi đưa cho bà. 300 ngàn của tôi. Cái gì? Ông chịu trả số tiền đó cho các người à? Ông nói liên lụy chúng ta. Cảnh sát chưa có bắt được bọn lường gạt, cho nên móc tiền túi đưa trước cho mình. Hả? Sao không ký chi phiếu lại dùng các sợi chết? Ông nói không muốn chúng ta nghi ngờ, không tin tưởng ông. Ây, bản thân ông cũng là nạn nhân, bây giờ lại chịu lỗ, vậy thật là tổn thất gấp đôi. Tôi cũng đã nói ông như vậy, nhưng mà ông nhét càng cho tôi. Ông nói là tiền không thành vấn đề, danh dự quan trọng nhất. Nếu mà tôi không nhận, ông không yên tâm. Còn không nhận ngay hay sao? Wow, Phi Phi à, hãy mau cất kỹ cái xe check này. Đương nhiên. Wow, hả? 300 ngàn không phải số tiền nhỏ, người ta chịu trả lại cho tôi. Chứng minh tôi không có nhìn lầm người. Chứng minh người ta không phải người xấu. Lấy lại 300 ngàn, em nói người tốt thì là người tốt. Summer à, em nghĩ sao? Còn không tin ba của em. Chuyện ông ta vô can với tôi không hứng thú. Nè, nói như vậy thì ở hiền gặp lành, chắc chắn không có sợ làm việc thiện. Má tôi gần đây làm nghĩa cơm cho vì những lão này. Họ có tổ chức một ngày bán bánh để gây quỹ. Các người ủng hộ mua dùm một mớ bánh để làm việc thiện. Không có sao, mấy trăm ngàn kể như mất đi bây giờ có lại. Cần phải làm việc thiện, tôi mua 100 bao. À, được được, chút nữa tôi sẽ hỏi Candy rồi tính chung luôn. Ngoài việc bán bánh ra, họ cần người làm nghĩa công. Thí dụ như là ngày Chủ nhật, họ có một khu giải trí dành cho người già và thiếu một thờ chụp hình. Summer, cô muốn sao đây? Nói một cách đơn giản là cần người giúp đỡ. Trước đây tôi đã giúp anh, bây giờ anh giúp lại tôi. À, chụp tấm hình được không? Được. Cảm ơn.
ông Quỳnh ông Hạ. Cảm ơn các ông đã nhiệt tâm quyên tặng cho viện dưỡng lão của chúng tôi. Ông quá khen. Chúng tôi chẳng qua chỉ góp sức cho quyên một ít tiền thôi, không cần phải khách sáo. Chuyện gì? Cô cố tình sắp xếp cho tôi gặp ông. Ý, điều đó chứng tỏ các người có duyên gặp nhau ở chỗ này. Nè, anh đừng nói là không chụp hình nha, đã hứa với tôi rồi. Hôm nay cảm ơn các nhà từ thiện giúp đỡ, ủng hộ chiếc xe bus du lịch này cho chúng tôi. Tiện cho mấy người già chúng tôi có thể lùi tới. Bây giờ tổ chức một nghi thức cát băng. Chút nữa các vị cao niên sau khi nhận tặng phẩm có thể lên xe bus đi chơi Tây Công. Cảm ơn. Ông ấy có lòng thương người, rất tốt với mấy người già. Tôi nghĩ mấy người tốt với người già, họ không có tệ. Để tôi giúp một tay. Cảm ơn nhiều. Cảm ơn. Viện dưỡng lão quốc nội, đây là cái gì? Thật ra chúng tôi đã nhìn thấy lão hóa nhân khẩu tại Hồng Kông, người già ngày càng nhiều, nhưng mà viện dưỡng lão ở đây thiếu một cách trầm trọng. Vật giá trong nước rẻ hơn, chỉ số sinh hoạt lại thấp. Nếu như có thể xây một viện dưỡng lão ở trong nước, người cao niên có thể có thêm một chọn lựa. Ông nói rất đúng. Dù con cái hiếu thảo tới cỡ nào, thành hôn xong lại có con cái riêng của họ, chưa chắc có thể chăm sóc cho người già. Đúng vậy, cho nên người già cũng phải có một kế hoạch cho riêng mình. Hôm nay cảm ơn các vị. Ông Hạ, cảm ơn ông giúp đỡ. Đừng nói vậy. Xin phép, tôi tới chào hỏi người bạn của tôi. Tự nhiên. Cẩn thận. Thưa bà, tôi đi trước. Cảm ơn ông. Mandy, cô cũng ở đây à? Dạ, tôi với má tôi tới làm nghĩa công. Hơi, thì ra hai người quen biết, thế gian thiệt nhỏ bé. Trước đây có gặp mặt mấy lần. Em tới phụ chụp hình à? Không làm phiền mấy người nữa, tôi xin phép. Bye bye. Bye bye. Summer, con đi theo ông ta làm gì? Tại sao cô còn theo? Đừng có nhiều chuyện. Tôi không muốn anh lãng phí thời gian. Tôi theo ổng, đi coi có dở trò gì hay không. Cô về đi, đừng có theo tôi nữa. Cậu theo tôi làm gì? Trước đây tại hội sở, cậu đã lén lút theo dõi tôi, sau đó đến hội trường rình rập tôi. Cậu muốn cái gì? Nếu không có tịch, tại sao rùng rình, sợ bị theo dõi? Cậu nói cái gì? Hả? Cậu là ai? Tên họ là gì? Ông muốn làm gì? Nè, bình tĩnh chút. Anh là con trai của ông. Buông ra. Anh tên Hạ Thiên Sanh, có phải cùng tên với con trai của ông? Tôi không có đứa con như vậy, cũng không có phước như vậy đâu. Tôi tên là Hạ Thiên Sanh, có ý nghĩa là trời xanh trời nuôi. Nếu như cái tên này ông đặt cho tôi, ông cũng biết rõ là tôi không có cha. Phải, tên cậu là do tôi đặt, nhưng tôi không phải là cha của cậu. Cậu là con của mẹ cậu và người đàn ông khác, có hiểu chưa? Ông nói cái gì? Chính ông đã bỏ vợ bỏ con, sau đó còn đánh má tôi, không bỏ lại các bà, rồi quay đầu bỏ đi. Nếu bà ta không bậy bạ, tại sao tôi đánh? Nếu bà ta không cầm sừng tao, tao đâu có thằng con giống mày. Không phải lỗi của tao. Ông không được phỉ báng má tôi. Đừng đánh. Dừng lại. Nếu không phải vì hai mẹ con mày, tao đâu cần một mình chạy đi đại lục để chịu khổ. Tao không về Hồng Kông bởi vì không muốn nhìn thấy má mày ở chung với thằng Roy. Tao không muốn bị người ta cười, nói là tao bị cầm sừng nuôi con cho người khác. Ông đừng có nói bậy. Nếu má tôi ở chung với người đàn ông khác, như vậy sẽ không qua đời vì quá khổ. Sau khi ông bỏ đi, bà ta không có ở chung với chú rồi. Và tôi không có nghĩ đến muốn tương nhận với ông. Ngày xưa không nghĩ, bây giờ cũng không, từ nay về sau cũng không. Tôi từ nhỏ đến lớn không cha, tôi cũng không cần thiết có cha. Sao? Lúc nãy gọi điện thoại cho biết Summer theo dõi ba của nó, không có chuyện xảy ra chứ? Rất kịch liệt. Hả? Dù sao cũng là cha con với nhau, không có đánh như là kẻ thù chứ.
Summer, chuyện đời nó không tuyệt đối. Ba em quyên tiền cho viện dưỡng lão chứng minh ổng thật sự thương người, không phải là một người xấu. Em đừng có cố chấp vậy, hãy nhận ổng đi. Phải, ổng đang mở công ty, anh hãy đi theo ổng đi học làm ăn, sướng hơn là làm thợ chụp hình nhiều. Phải, tất cả là anh em muốn đi. Em muốn đánh muốn chửi thì anh đây cũng không có đền. Nhưng mà cha con tương nhận thì dù sao cũng là chuyện tốt. Nếu anh thì không thích làm ăn, không sao, kêu ông vô cổ phần Only You của chúng ta. Chúng ta cũng muốn có vốn mở thêm chi nhánh, phát triển rộng lớn về bộ môn nhiếp ảnh, làm phòng nhiếp ảnh đẹp thiệt là đẹp, mướn thêm mấy thợ chụp hình. Mọi kế hoạch do anh làm. Tôi không có hứng thú và cũng không có phước đó. Để tôi thử bạn ạ. Summer, anh đừng có làm vậy. Có lẽ Phoebe họ không hiểu tâm ý thật sự của anh, nhưng mà họ đều muốn tốt cho anh thôi. Anh có suy nghĩ tới Herbert có thể đã hiểu lầm má của anh, cho nên mới bỏ má con của anh. Em có biết tại sao tôi thích? Xin lỗi anh tới trễ. Không gì. Ừ, đã mua gì cho em đó? Cái gì đây? Bông? Chocolate? Không phải. Được coi. Làm gì? Là tạp chí nhiếp ảnh. Nè, nè, một bó bông tốn 100 đồng, lấy tiền ăn sướng hơn. Đừng có giận, anh đã đặt chỗ. Thà cho anh. Vậy chúng ta ăn đồ Nhật Bổn hay ăn đồ ăn Thái? Ăn lẩu loại 68 đồng rất là bình dân. Lại ăn lẩu nữa, tuần lễ này đã ăn tới 3 lần rồi. Lẩu thập cẩm không có cần suy nghĩ.
Nếu không hãy suy nghĩ muốn ăn gì đi. Hamburger. Hamburger, anh hỏi em ăn cái gì, còn chơi hoài. Nguyên cái bộ trứng này đây không phải đâu đâu cũng có nha. Em đã để dành rất lâu, sưu tập gần đủ bộ rồi. Chỉ còn loại hamburger sản xuất hạn chế. 10 đồng một cái đó, sớt mắt. Không cần biết, em để dành lâu lắm, chỉ thiếu cái này nhất định phải dặn. Dặn đi. Coi nè, lãng phí ngày chưa, như vậy đã mất 30 đồng, có thể ăn được một bữa. Tình tứ một chút có được không? Nè, không thể nói giống như em. Tình tứ và bắt chẹt là hai chuyện khác nhau. Anh tuyệt đối tán thành tình tứ, nhưng mà không có muốn bị bắt chẹt, hiểu chưa? Em hiểu rõ. Em chỉ biết là tất cả con gái đều nhận được qua cơm tối ánh đèn cầy. Còn em, ngay cả cái cổng cũng không có. Mỗi đêm còn phải ăn lẩu, không có lãng mạn chút nào. Nè. Khi em quen anh, em đã biết anh như vậy. Lúc đó em còn nói là thật thà. Em khen anh. Tại sao nói của anh không có chịu hiểu? Hiểu. Đã 9 giờ đi ăn đồ hay không? Ăn một mình cho đã đi. Nè. Đừng có ồn. Cảm ơn cả. Cảm ơn. Nè. Hình như có gì rớt vào. Phải. Gì đó? Hamburger tuyệt bản. Người bạn trai như anh có phải tình tứ lắm hay không? Lại còn lãng mạn. Thà cho anh đó. Thấy ghét quá. À phải. Anh dặn hết bao nhiêu lần mới dặn được? Không phải dặn được, bỏ 500 đồng ra mua đó. Thiệt hay chơi, bỏ 500 đồng ra mua cái trứng dặn này. Em nói để dành rất lâu, chỉ thiếu cái này, nhất định là phải có đủ. Anh không muốn em cực khổ cho nên mới mua tặng em. Em cũng dễ thông cảm, anh chỉ khen em đẹp một chút là đủ. Tại sao phải xài tiền bậy bạ như vậy? Thì em nói kiểu nào cũng được. Không tình tứ thì nói không tình tứ, tình tứ lại nói xài tiền bậy. Em chơi một lần cũng tốn mấy chục đồng, hơn nữa chưa chắc trúng. Nếu dặn hoài chắc là mấy trăm bạc. Em mỗi tháng chỉ hạn chế có dặn 30 đồng. Em không muốn xài tiền bậy bạ, vậy muốn để dành sau này. Không ngờ anh lại xài bậy bạ, làm cho em tức nè. Em để dành tiền móc mới gì tới anh? Phải, em để dành tiền không có liên quan tới anh. Tự em muốn để dành. Nói dành thiệt mệt, đi làm việc. Thật không hiểu cô muốn gì. Cô ta nói vậy nghĩa là sao? Anh có phải là thằng ngu? Kaka để dành tiền để sau này cùng anh làm một số việc. Cô ta dự định phát triển thật tình với anh. Anh làm ngành nào? Nè, nếu không có lòng, đừng có làm trễ nải người ta. Không có lòng hả? Tôi có lòng. Vậy bây giờ tôi phải làm thế nào? Dỗ người ta đi. Thiệt đúng là đồ ngu. Mất tiểu. Tôi nghĩ Kinh và Kaka chẳng bao lâu sẽ tới Oliju. Cả thằng Kinh cũng tìm được một người con gái ngoan, không phải cô đơn một mình. Chỉ sợ trong lục quân tử, chỉ còn tôi phải lẻ loi tới già. Đừng có lo, đã có tôi rồi. Tôi muốn nói, có lẽ là không có ai chịu lấy tôi. Nếu như tôi tới thăm má của tôi sẽ tới thăm anh và nấu canh cho anh uống. Nếu sau này già một chút vào ở viện dưỡng lão, tôi sẽ tới thăm anh luôn. Hả? Các người sao vậy? Uống bia nóng mà. Không, đợi anh về uống. Sợ sao? Nè, cạn. Vé vô cửa không mắc. Sau đó nếu giới thiệu một người tham gia, chính chị cũng có lợi. Được, 10 giờ sáng sớm ngày mai, Lê Lệ Kim Cát. Tới lúc đó tôi sẽ lấy giấy quảng cáo cho coi. Phải chị Điềm, chị làm ơn hẹn giùm tôi chị Kim và chị Quý luôn. Có gì ngày mai bàn tiếp. Được, bye bye. Má làm quảng cáo gì đây? Đừng có làm, mấy cái này không có đáng. Cái gì không hiểu còn nói cái gì hết. Lúc nãy trong điện thoại má nói với dì Điềm, không biết má quảng cáo cái gì với bà. Không phải quảng cáo. Má có đồ tốt giới thiệu cho người ta. Kế hoạch giữ chỗ gì vậy? Ông Hà cũng có phần tổ chức kế hoạch. Ông rất là tốt bụng, muốn giúp người già an lão, bỏ tiền xây viện dưỡng lão ở nội địa, cung cấp chỗ ở rẻ tiền, chỉ cần đóng 200 ngàn, có thể an hưởng tuổi già. Lúc nãy má nói với vào cửa trong điện thoại là ba cái này. Nè, kế hoạch này rất là chu đáo. Chỉ cần trả 40% tiền đặt cọc, rồi sau này trả góp. Nè, tiền cho chúng ta lo bước tương lai, để tương lai của mình được bảo đảm. Má sao lại phải tham gia? Con già đi sẽ chăm sóc cho má, sao má lại phải vào dưỡng lão? Má có nghe chuyện giữa con và con đi. Dù sao má cũng là người của thế hệ trước, lối sống không giống như các con.
Có đôi lúc có rất nhiều việc cá con chưa chắc đồng ý, khó tránh những ma sát. Lúc nãy con vui miệng mới nói như vậy. Hơn nữa đã ma sát mấy chục năm, cái gì cũng mòn hết. Thằng đi, nó cũng phải lo cho gia đình của nó. Còn vì gia đình này đã gánh vác bao nhiêu năm, lại phải trả tiền nhà. Má không muốn 70-80 tuổi còn phải làm phiền con, còn phải có cuộc sống của riêng mình nữa. Má à, cuộc sống của con là phải lo cho má. Mạch Nhất Mẫn con xin vỗ ngực. Ngày nào còn con ở đây con sẽ lo cho má. Nhưng má đã đóng tiền. Những cái gì chúng ta xài không được cần phải trao cho người cần xài. Nếu không cứ để lại cho con. Hơi, con nói như vậy má còn lo hơn. À được, hãy mau gọi những bà nội trợ coi ai cần xài. Chuyện tốt nhất là phải giới thiệu cho người ta. Má mau gọi điện. Candy, cô Trương cho biết sẽ đổi ngày thử áo cưới. Ý, Herbert. À không, chú. Chú tới để tìm Summer. Tới đã lâu rồi. Đúng, ông Hà tới tìm Summer. Đợi từ sáng tới giờ, nhưng mà Summer nói không có rảnh. Sao lại không gọi tôi? Vì tôi nói cô đừng làm phiền tới cô. Không có gì, Summer đang ở trong kia, tôi kêu ra cho. Phiền cô. Summer may quá, chú kiếm anh kìa. Tôi không phải đã nói, ba tôi đã chết từ lâu rồi sao? Đừng như vậy, các người có sự hiểu lầm, hãy nói rõ ra. Thiên Sanh, có lẽ tôi đã lầm lẫn, chúng ta nói chuyện được không? Không được, tôi không có thời gian. Không sao, khi nào có giờ rảnh cho tôi gặp. Tôi không có rảnh đi tiếp ông, ông đừng có đến kiếm tôi nữa. Summer. Thiên Sanh. Thật xin lỗi, Uncle, để tôi trả lại giùm cho chú. Làm phiền, thật ra không liên can tới cô. Có thể nhờ cô giúp tôi một việc được không? Thế nào, nhớ tới cái lưng của tôi. Cố ý trạc chân để tôi cõng thêm một lần. Nếu không phải ở gần đây tôi không lo cho cô đâu. Sao rồi, trạc chân ở chỗ nào? Để coi. Điên khùng, sao tới trễ quá vậy? Tôi bóp một hồi đã xong rồi. Không sao, cái mặt có vẻ xảo quyệt. Tại sao cô lại nhiều chuyện quá vậy? Không có liên quan tới Mandy, chính tôi nhờ cổ. Ông tránh ra, tôi với ông không quan hệ. Nghe tôi giải thích đã. Ông lấy nón trên nón của anh đi khám nghiệm DNA, chứng thật anh là con trai của ổng. Đúng vậy. Các người cứ tự nhiên. Xin lỗi, tha thứ cho ba. Là lỗi của ba. Ngày xưa vì lửa ghen trong lòng, không hỏi rõ ràng đã nổi cơn điên, lại còn đánh con. Lúc đó ba thực sự nghĩ rằng má con có lỗi với ba, đã cảm sừng ba, cho nên mới bỏ đi như vậy. Nhưng không ngờ chính con là con ruột của ba. Vì quan hệ với má con như Roy đã xảy ra trước khi quen ba. Ông muốn nói cái gì? Ông muốn nói ông vô tội, ông không có sai. Chính má tôi là người có lỗi, có đúng không? Đã nhiều năm trôi qua rồi, không cần tranh cãi nữa. Chuyện giữa ba và má con không còn quan trọng. Điều quan trọng là con của ba. Con là con ruột của ba. Lỗi lớn nhất là ba không chăm sóc con tử tế, để con phải lớn lên trong cô nhi viện. Con đã chịu khổ quá nhiều, ba xin lỗi. Ba hy vọng có thể làm chút gì đó để bù đắp cho con. Ông nhận hay không nhận, thằng con như tôi không quan trọng. Cho dù bây giờ tôi nhìn ông, tôi cũng nghĩ là ông đã chết. Con còn nhớ không Thiên Sanh, lúc nhỏ khi con chơi xích đu bị té, con đã ôm lấy ba, con gọi ba là ba. Vì sao? Có chuyện này à? Tôi đã quên mất. Từ lúc ông đánh chúng tôi và bắt đầu cái ngày bỏ đi, những gì liên quan tới ông tôi quên rồi, không còn nhớ cái gì hết. Anh ta nói ngoài miệng, chứ ảnh không phải là người như vậy. Anh ta chỉ muốn kiếm một người thân. Anh ta muốn có bà. Không thể trách nó. Từ nhỏ nó phải chịu nhiều đau khổ, mười mấy năm trời sống trong cô nhi viện. Hận tôi là điều đương nhiên. Nó hận lâu như vậy, không thể nào tha thứ nhanh được. Cũng tại tôi, nhất thời nóng giận, không điều tra rõ ràng câu chuyện đã trút giận lên họ. Đừng nói chuyện nó muốn tương nhận, chỉ sợ là kêu nó đi uống trà, tâm sự hay là chụp hình, chắc cũng không được nữa là.
tôi có thể vào được không? Dù nói không được thì cô cũng đã vào rồi. Làm cái gì, đừng có như vậy. Ông ta đã nhận lỗi. Hơn nữa, đây là chuyện của thế hệ trước, vô can với anh. Anh đừng có ôm hết mọi chuyện vào người của mình. Phải, năm xưa ông ta đã làm một quyết định rất là sai lầm. Nhưng bây giờ đã có thành ý tới tương nhận với anh. Tôi không muốn nghĩ tới ông ta nữa. Tôi muốn là một người hồn nhiên vui vẻ. Tại sao cô nhất định phải nhiều chuyện vậy? Cô Mạch, tôi lặp lại một lần, và cũng là cuối cùng. Từ nay, cô đừng có lo chuyện này. Tôi biết rõ anh không có thích nghe, nhưng mà tôi vẫn phải nói. Phải, anh có quyền hận ổng. Nhưng mà khi hận ổng, có thể nào cho ổng một cơ hội? Anh chỉ cần tương nhận với ổng, anh sẽ có ba. Ông ta nhất định tốt với anh, nhất định sẽ đền bù những mất mát bao nhiêu năm qua. Ông ta có tiền, các người ai cũng để ý, cảm thấy ông ta là một người tốt, kêu tôi tương nhận ổng. Nhưng trong mắt của tôi, ông ta lúc nào cũng là một gã tồi. Đừng có chấp như vậy, tôi biết là anh cần ổng. Tôi không có cần ổng, và cũng không ham bất cứ cái gì ổng sẽ cho tôi. Chuyện xảy ra thì đã xảy ra, không thể đền bù. Ra ngoài, đừng có làm phiền tôi. Ok ok, tôi không gây với anh. Tôi sẽ ra ngoài. Nhưng mà tôi hy vọng anh suy nghĩ kỹ. Có phải anh thật không có cần thiết? Có phải anh thật không cần phải có người cha? Không cần phải có thân tình này? Summer có kiếm chú hay không? Thật xin lỗi, tôi không thể giúp được cho chú. Đừng nói vậy. Lần này cô đã giúp tôi rất nhiều. Bữa nay hẹn cô tới đây là muốn trả chi phiếu cho cô. Xin lỗi cô, chúng tôi phải từ chối đơn xin vào viện dưỡng lão của bà Mạch. Tại sao? Má cô quá hạnh phúc, có người con có hiếu như cô, nên hoàn toàn không cần tham gia kế hoạch. Tốt hơn nên nhường cái chỗ đó cho những người già khác đang cần hơn. Cũng đúng. Thật ra tôi thường nói với má của tôi, con cái đương nhiên phải có hiếu với bà má. Bởi vì má tôi ngại làm phiền tới con cái. Bây giờ càng tốt, chú không có chấp nhận đơn xin, như vậy là vẹn toàn. Cảm ơn. Cô thật sự là một người con có hiếu. Nghe má cô kể về quan hệ với hai mẹ con, làm người ta rất ngưỡng mộ. Uncle, hãy cho Summer một thời gian. Cần biết rõ một gút mắt bao năm ở trong lòng, không phải đùng một cái có thể mở ra. Chỉ sợ không đợi được. Ngày mai tôi phải trở về Đại Lục xử lý chuyện viện dưỡng lão, không biết khi nào mới trở về đây. Anh Summer không biết. Chú nghĩ nó cũng không muốn biết. Chú muốn nhờ cháu giúp lần nữa. Không thành vấn đề. Chú nói đi, cháu làm được, cháu làm ngay. Chú hy vọng cháu sẽ chăm sóc cho Summer. Thấy cháu rất tốt với nó. Cháu với ảnh là đồng sự, không có chuyện tốt hay là không tốt. Nhưng chú biết là nếu nó có chuyện gì, cháu sẽ lo cho nó. Cháu và anh thật sự không có gì. Chú cảm thấy nó không phải không có gì với cháu. Yên tâm đi, cuối cùng thoát không khỏi tay cháu đâu. Tuy chú không phải là người cha tốt, nhưng dù sao nó cũng là con của chú. Chú muốn tốt với nó một chút. Chú có món quà này, nhờ cháu trao lại cho nó. Được, không có gì. Cảm ơn cháu. Đừng có sáo. Summer à, cái lớn để ở dưới cũng được. Hai con búp bê thành hôn phải để cho nó kỹ, để trên bàn, cẩn thận một chút. Được. Wow, chị Điềm, chưa gì đâu có kế hoạch ở viện dưỡng lão. Em nói kế hoạch ở viện dưỡng lão hả? Cái đó là do bà Mạch mấy hôm trước hẹn mấy bà Mai tụi này đi uống trà giới thiệu cho chúng tôi. Có quan hệ gì với má của cô Mẫn? Bà phụ làm quảng cáo. Cái này là do ba của em đề ra, phản ứng rất là khá, nhiều người cũng đã đặt tiền cọc. Cho em biết, ba của em không có tệ giống như là em nghĩ. Địa chỉ của viện dưỡng lão huyện Mông Sơn, tỉnh Quảng Tây. Phải, chính là chỗ đó. Khu vực đó, tôi còn nhớ là khu tự trị của Tráng tộc, rất là hẻo lánh, không có thích hợp cho người già cư trú. Em có nhớ lộn hay không? Tôi cũng hy vọng như vậy. Alo thôn trưởng, chào ông. Tôi là Hạ Thiên Sanh. Ông còn nhớ hay không? Mấy năm trước tôi cùng mấy nghĩa công đến đây để chụp hình đó. Tôi còn nhớ. Có phải ông Hạ vừa chụp hình vừa nói chơi hay không? Có chuyện à? Phải. Tôi muốn hỏi thăm làng của ông. Có phải muốn xây một làng người già? Không có. Thật sự không có? Tuyệt đối là không có.
Chính phủ không có phê chuẩn xây dựng dưỡng lão, chỗ này không có tiến hành bất cứ một công trình kiến trúc gì. Ông khẳng định? Tôi khẳng định chỗ này ngoài ruộng lúa ra chỉ có đồi núi, không có viện dưỡng lão. À, cảm ơn ông. Không có gì. Thì thu hoạch lần này kể như rất khá. Đã nói mấy người đó dễ gạt lắm mà. Nếu không phải mấy người bị gạt bắt đầu nghi ngờ, chúng ta còn gạt nhiều hơn. Ừ. Vừa phải thôi. Vào tay rồi, họ không làm gì được chúng ta. Lần này kiếm nhiều tiền trở về nội địa có thể hưởng thụ rất lâu. Alo. Chính tôi. Thiên Sánh. Còn kiếm tôi chuyện gì? Manny cho biết ông rất muốn gặp tôi. Bây giờ ông có rảnh hay không? Ờ, rảnh chứ. Vì gặp tại công viên lần trước. Được, ba tới liền, đợi ba. Đại ca, còn đi đâu nữa, phải ra phi trường. Phải. Người này rất quan trọng với tôi, nhất định phải gặp nó. Mang hành lý của tôi ra phi trường trước, tôi sẽ tới sau. Không có lý nào, sao lâu vậy? Ban điều tra tội án thượng nghiệp, chúng tôi nghi ngờ ông liên can tới vụ án lừa gạt. Bây giờ phải bắt ông. Hiện giờ ông không cần nói, tất cả những lời ông nói chúng tôi sẽ dùng dưới ghi xuống và sẽ là bằng chứng trình tòa. Dẫn đi. Hộp này đây là do chính ba của anh kêu tôi trao lại cho anh, nhưng mà sáng nay anh đi công tác, bây giờ tôi mới đưa được. Herbert cho biết ông nói nếu đưa cho anh sẽ không lấy, cho nên nhờ tôi chuyển lại. Thiên Sanh, ba xin lỗi. Ba biết là con nhất định không tha thứ cho ba. Nhưng khi ba chứng thật con chính là con trai của ba, tâm tình của ba thật sự xúc động. Tốt, bằng không điều tra ra được cũng phiền phức. Lần này cảm ơn anh đã hợp tác với cảnh sát để chúng tôi có thể phá vỡ được tập đoàn lường gạt.
Đi. Đi mau. Đi. Không nói không biết, hiện giờ ứng dụng TVB Anywhere North America tiếng Việt có nhiều bộ phim truyền hình mới nhất để kỷ niệm đài TVB như Bác sĩ Nhi Khoa và Hoang đổi trong tướng, và đồng bộ các phim tập để bạn xem miễn phí. Không chỉ xem trên YouTube mà có thể tải xuống ứng dụng TVB Anywhere North America tiếng Việt ngay bây giờ. Càng xem nhiều càng thích thú.